Người phụ nữ cưng chiều heo hơn cả con ruột, xây phòng ngủ riêng, sắm dây chuyền cho đeo. Có lẽ người ta bảo tôi gàn dở khi làm phòng ngủ riêng cho đen. Song ai nuôi thú cưng sẽ hiểu được cảm giác của tôi, luôn muốn dành điều tốt nhất cho nó, người phụ nữ nói. Cách đây không lâu, dư luận được phen xôn xao trước câu chuyện người phụ nữ Đồng Nai cưng heo 100kg hơn cả con ruột. Theo đó, nhân vật chính là chị Thắm, sinh năm 1985, ngụ Trảng Bom, nổi tiếng trong vùng bởi sở thích đặc biệt nuôi và coi heo như con ruột. Chị Thắm vốn mưu sinh bằng nghề bán cơm, cá viên chiên ở khu tái định cư tại Trảng Bom. Chị có chồng và ba người con nhưng luôn khao khát một ngày nó đó có thể nuôi một chú heo trong nhà. Hôm đó, chị Thắm đi chợ tình cờ thấy bầy heo sữa được người ta rao bán. Chị liền nảy ra ý định chọn lựa một con về nuôi. Tôi không có ý định mua con này đâu vì nó nằm ở xa, phía bên trong lận. Tôi chuẩn bị lựa thì nó phóng ra, đưa ánh mắt nhìn tôi giống như muốn thuộc về tôi. Vì thế tôi quyết định chọn nó, người phụ nữ chia sẻ trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Chị Thắm và thú cưng của mình rước chú heo sữa về nhà, chị Thắm đã đặt tên cúng cơm là Đen, thậm chí còn lấy họ Phan của chị và Lót là Văn. Chị bắt đầu yêu thương và chăm sóc nó như chính ba đứa con của mình. Chị cho ăn, tắm rửa, thậm chí xây dựng cả phòng riêng có đầy đủ giường nệm, chăn và nhà vệ sinh. Có lẽ người ta bảo tôi gàn dở khi làm phòng ngủ riêng cho Đen. Song ai nuôi thú cưng sẽ hiểu được cảm giác của tôi, luôn muốn dành điều tốt nhất cho nó. Giống như các bạn nuôi chó mèo vậy, cần có chuồng để chúng ngủ chứ, chị Thắm nói. Chị Thắm sẵn sàng bỏ tiền xây căn phòng lớn cho Đen ở, chị bảo đôi khi quá nhớ nó, có thể xin chồng sang ngủ cùng. Khi ấy chị nằm ngủ trên chiếc giường gỗ, còn chú heo nằm dưới nệm. Hai mẹ con cứ thế ngủ ngon, cảm giác thật tình cảm. Đôi lúc tôi thấy mình cưng chiều nó hơn cả ba đứa con vậy á, chồng tôi cũng đùa rằng tôi yêu nó hơn anh, chị cười. Người phụ nữ tận tình chăm sóc thú cưng không chỉ xây phòng riêng cho heo ngủ, chị Thắm còn đầu tư trang sức để Đen diện cho đẹp. Chị đã sắm một chiếc dây chuyền để đeo vô cổ nó, tạo cảm giác thân thuộc giống như một người bạn, người con của chị. Chị Thắm cho biết thêm ngày nào cũng tắm bằng sữa tắm riêng biệt. Sau đó chị dùng khăn bông làm khô nó rồi xịt nước hoa cho thơm phức. Khi ấy nó sẽ không bao giờ tỏa ra mùi hôi giống như đồng loại ở trong chuồng. Về chuyện ăn uống, chú heo này được chủ cưng chiều hết mực. Nó không phải ăn cám hay rau chuối, ngược lại ăn chay, cơm rưới nước tương và rau củ muối chua. Thi thoảng chị Thắm lại đổi bữa bằng cách cho ăn bắp ngô sống. Nhiều người thấy chị Thắm nuôi Đen, độc mồm độc miệng nói quay thì ngon, vết thịt chắc thơm. Điều đó khiến chị cảm thấy buồn một chút và tự nhủ sẽ nuôi nó đến khi nào chết thì chôn hoặc đen thiêu, chứ nhất định không chịu mổ lấy thịt. Thời điểm mua về nuôi, chú heo chỉ nặng 1kg nhưng qua gần một năm đã lên tới 100kg từ ngày nuôi Đen, chị Thắm cũng từ bỏ việc ăn thịt heo và thịt gà. Chị bộc bạch, xưa tôi vẫn ăn thịt heo đó. Song từ lúc nuôi nó, tôi không ăn nữa vì cảm giác nếu ăn sẽ thấy tội lỗi, giống như ăn thịt của chính con mình. Giờ tôi chỉ ăn rau quả và cá thôi. Hôm bữa tôi tâm sự với nó rằng con hãy giúp mẹ có tiền mua mảnh đất. Chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao tôi muốn mua đất nhỉ? Vì tôi muốn sau này nó chết, chôn ở đó rồi xây ngôi mộ, có tấm bia hẳn hoi.